Ôi, ông này bị làm sao ấy? Bị chồng gọi giang hồ tới tìm, Diệp Lâm Anh cầu cứu Cường Đô La, ai cũng thắc mắc cho đến khi biết cơ của đại gia phố núi. Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải đoạn livestream chia sẻ về sự sợ hãi, lo lắng khi chồng cũ chặn đầu xe trên đường cô đón con tan học. Trong đoạn video, doanh nhân Đức Phạm chồng cũ Diệp Lâm Anh có thái độ giận dữ, nhảy lên capo xe ngồi. Chồng cũ của cô còn dắt thêm người đến khiến cô và con gái trong xe vô cùng sợ hãi. Người đẹp liên tục gọi điện cầu cứu vợ chồng Cường Đô La, bây giờ nhảy lên xe ngồi, không cho xe đi, quá trời sợ hãi rồi. Giờ bây giờ kêu giang hồ qua ngần này người rồi sao? Khi một người bạn bên cạnh nói rằng vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang đang trên đường qua, Diệp Lâm Anh không giấu nổi sự bình tĩnh. Cô liên tục lặp lại địa chỉ nơi mình đang bị chồng cũ chặn xe cùng với giọng nói có phần hoảng loạn cùng sợ hãi. Anh gọi cho anh Cường đi, anh bảo anh Cường qua liền đi, bà mẹ hai con liên tục nói trên sóng livestream. Trước đó ít lâu, Đàm Thu Trang, bà xã Cường Đô La, cũng chính là một trong những người bạn thân nhất của Diệp Lâm Anh đã tuyên bố nên nhớ bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn có tớ và chồng tớ đứng phía sau bạn. Có thể thấy, với mối quan hệ rộng rãi của Cường Đô La tại thành phố Hồ Chí Minh thì nam doanh nhân hoàn toàn có khả năng ứng cứu.